Tiếp nối chương trình những vấn đề quan tâm hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài bình luận có tựa đề Bát Hóa Xanh chính thức đã sập cửa tạm nghỉ của tác giả Đàm Ngọc Tuyên. Đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, kính mời quý vị cùng chia sẻ. Bát Hóa Xanh chính thức đã sập cửa tạm nghỉ, phải biến dịch giả thành cơ hội. Có lẽ câu nói này của một quan chức cấp cao đã được Bát Hóa Xanh hành động cụ thể từ trước đó. Bằng cách nâng giá thực phẩm thiết yếu lên tới thiên đường trong thời gian chánh quyền siết chặt giãn cách vì dịch, con bách hóa xanh được phân phối những mặt hàng này, với lợi thế hơn 2.000 cửa hàng sải khắp. Vì lý do này, lúc bấy giờ trên mạng xã hội lan truyền clip một khách hàng của bách hóa xanh cho biết đến mua vài cọng rau răm héo quắc có giá lên tới hơn chục ngàn đồng. Vì khách hàng ấy gọi đích danh họ là thứ quân ăn cướp. Đương nhiên, không biết còn có bao nhiêu đồng bào bị trở thành con mồi của thứ quân ăn cướp ấy, nhưng phải là con số vô cùng lớn. Bởi vì chỉ tính riêng tháng 7 năm 2021, thời điểm cơ quan chức năng siết chặt các biện pháp chống dịch, doanh thu toàn hệ thống bách hóa xanh tăng vọt 133% so với cùng thời điểm năm 2020, lên gần 4.240 tỷ đồng. Trung bình 2.1 tỷ đồng doanh thu, cửa hàng mỗi tháng đây là con số cao nhất từ trước đến nay của chuỗi này, mà tờ doanh nghiệp đưa tin. Để giúp quý vị dễ hình dung, không ai muốn mua bán với thứ quần ăn cướp cả, nên né được thì cứ né, nhưng lựa chọn nào cho nhiều người trong chúng ta khi mà biết là mua đâu ngoài bách hóa xanh? Thành thử đến tháng 8 năm 2021, doanh thu bách hóa xanh vẫn còn hơn 3.000 tỷ đồng. Nhưng qua tháng 9 năm 2021, sự thể đã khác, doanh thu bách hóa xanh giảm xuống gần 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 11 chỉ còn 1.800 tỷ đồng. Nghĩa là với 2026 cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 11, tính trung bình, mỗi cửa hàng bách hóa xanh chỉ mang về doanh thu chưa tới 900 triệu đồng mỗi tháng với mức doanh thu bình quân của tháng 11 năm 2021 mà Bách Hóa Xanh đạt được trên mỗi cửa hàng. Còn thấp hơn mức trung bình của năm 2020 là 1.25 tỷ đồng mỗi tháng. Những con số biết nói này nói lên hai điều. Một là hệ cái gì độc tài, độc quyền thường sinh ra bọn độc ác. Hai là khi có ít nhất hai sự lựa chọn để mua sắm, đồng bào ta sẽ ít chọn, thậm chí không chọn đến bách hóa xanh. Cho nên, đầu tháng 1 này, đại diện bách hóa xanh chính thức tuyên bố đã sập cửa tạm nghỉ, không mở thêm cửa hàng nữa. Đương nhiên, bọn con buôn sẽ đưa ra những lý do rất văn vẻ và hoa mỹ, chứ đâu giải nói bởi vì thiên hạ tẩy chay mình. Dân mở mới bắt hóa xanh, xong thế giới di động lại dồn nguồn lực để mở năm chuỗi mới khác nhau gồm xe đạp, thời trang, đồ liên quan đến mẹ và bé, trang sức và đồ thể thao, đồng thời kích đại giá cổ phiếu MWG lên cao. Như hôm nay, 134.2 mỗi cổ phần đồng thời kích đại giá cổ phiếu MWG lên cao như hôm nay 134.000 mỗi cổ phiếu. Vấn đề là cổ phần ai nắm giữ mới quan trọng. Từ cổ Chi Kim, mấy đứa độc ác bao nhiêu thì đều có cái chết độc đáo bấy nhiêu. Trong kinh doanh thì khách hàng chúng ta có quyền quyết định số phận của bọn con buồn độc ác. Hãy khẳng định quyền lực ấy, thưa đồng bào.